Thưa sư, con vừa tham gia khóa thiền của Ngài Thiền sư Huynh Ca. Nay con xin hỏi là con nên làm các ba la mật nào để dễ chứng, quan trọng nhất là giải thoát giác ngộ sớm nhất có thể và ít nhất một lần chứng thiền trong đề mục của Thầy Huynh Ca? Xin cảm ơn. Vậy câu này thì xin mời Đại Đức Tuệ Tường trả lời trước. Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Cái câu hỏi này á, sư mới bây giờ sư nói thẳng, sư mà nói thẳng quá thì nhiều khi quý vị lại dễ mất mất lòng quý vị nữa. Bây giờ mà giờ không biết, sư không biết nói từ bắt đầu từ đâu nữa. Nhưng mà khi mà sư nghe quý vị á, tham gia khóa thiền của Ngài Thiền sư Genka á, thì sư rất là tán thán. Vì hiểu không? Có nghĩa là mình tham gia khóa thiền Thiền sư Genka thì thứ nhất là dạy bài bản. Đó. Phải nói là so với nhiều cái bậc đạo sư mà mở phương pháp dạy thiền bây giờ, thì dòng thiền Genka là sư gọi là chấp nhận được. Tại vì dòng thiền Genka là truyền thừa từ đời ngài Lady Sayadaw, xong rồi tới ông cư sĩ Thác Ghi, rồi xong rồi tới ông Ubakhin, và tới giờ đời thứ tư là ông Genka. Và khi mà đối chiếu với kinh tạng thì vẫn chấp nhận được, thưa quý vị. Nhưng mà có một điều mà quý vị á, quý vị nói với quý sư đây là đã tham gia khóa trong khóa thiền Genka, nhưng mà quý vị nói là mong giải thoát giác ngộ sớm nhất và có ít nhất một lần chứng thiền trong đề mục của thầy Genka. Thì quý vị, nếu quý vị đã tham gia rồi nhưng mà sư có cảm giác quý vị vẫn chưa hiểu được cái vấn đề mà gọi là tham gia, cái nghe vấn đề mà gọi là thực hành thiền nói chung và truyền thống của thiền Genka nói riêng. Bởi vì sao? Bởi vì vị cư sĩ thiền sư Genka thưa vị thì cũng dạy theo lời của gia Đức Phật thôi, có nghĩa là trên nền tảng mà thực hành tứ niệm xứ thôi, chứ ở đây là đâu phải đề mục của ông thầy Genka, hay là cái thiền này là của thiền này là của ông thầy Genka ông chế đâu đâu thưa vị. Cho nên quý vị đang hiểu sai vấn đề này, hiểu sai là quý vị còn mong muốn mà chứng đề mục nữa. Thì vốn dĩ là thiền Genka, dòng thiền Genka là dạy thiền Vipassana, thiền tứ niệm xứ, không? Tức là sao? Tức là mình hiểu rõ là cái danh sắc này, tức là thân tâm này nè, là nó đều thay, nó bị chi phối bởi tam tướng, tức là vô thượng, khổ não, vô ngã, tức là mọi thứ đều bị chi phối như vậy. Thì quý vị đều vô thường, tức là cái sự thay đổi đó, đúng không? Còn khổ là cái sự áp bức, phải chịu sự thay đổi đó. Vô ngã là không có tôi ta đó. Chứ ở đây là đâu phải là dạy thiền thiền chỉ đâu, mà ở đây quý vị nói là ít nhất một lần chứng đề mục của thầy Genka. Vị đang hiểu nó đi gọi là đi quá xa, đi xa mà xa quá xa luôn đó. Khi mà sư nói thẳng như vậy, không nói thẳng lại không được. Nhưng mà sư quá tiếc đi, quá tiếc, nó thẳng là quá tiếc. Mà sau khi tham gia khóa thiền của thiền sư Genka, nhưng mà không biết là quý vị nghe lắng tâm, nghe rõ không cái phương pháp không, và có chịu thắc mắc hỏi ngài, hỏi cái thiền sư không đó, và trước đó có tìm hiểu kỹ cái phương pháp của thiền sư Genka không đó, thì sư đang thắc mắc những câu hỏi đó. Mà bây giờ quý vị nói là quý vị vừa tham gia khóa thiền sư Genka, rồi quý vị lại hỏi là nên làm ba la mật nào để quan trọng nhất. Cái vấn đề là nếu quý vị đã tham gia thì quý vị không hỏi những câu hỏi này. Quý vị, ba la mật thì làm sao mà nói, có thể làm nói ba la mật làm sao mà biết được cái ba la mật nào thiếu rõ ràng trong các 10 khóa. Muốn dĩ sư nè, sư từng tham gia có thiền 10 ngày của thiền sư Genka, rõ ràng trong chổng là ông thiền sư Genka ông cũng có nói là cái ba la mật giống như 10 cái lọ vậy đó. Mình phải bỏ đều đó, chúng ta không thể nào nói cái lọ, biết được cái lọ nào, 10 cái lọ đó chúng ta không biết được cái lọ nào là ít, nào lọ nhiều. Chứ nhiệm vụ chúng ta là phải làm liên tục, làm cực lực, không làm không gián đoạn, nó như vậy thôi, không? Cái thứ hai là rõ ràng trong 10 ngày thì sư Genka cũng có nói là hướng dẫn đến phương pháp của Đức Phật mà, thưa quý vị. Phương pháp đây là phương pháp cổ xưa của Đức Phật mà, chứ đâu có nói là tu theo ổng để chứng thiền đề mục của ổng đâu. Quý vị muốn biết được cái lời sư có nói có đúng hay không á, ngay cả 10 bài giảng mà có thiền 10 ngày á, trên YouTube á, vẫn có.
không, quý vị nghe lại kỹ lại coi cái lời sư tử tuần nói có đúng không? Đúng không? Cho nên trước khi kết thúc câu trả lời này á, là sư có lời khuyên là quý vị á, hành thiền á, tham gia khóa thiền nghiên ca là tốt chứ không gì, nhưng mà quý vị phải tìm hiểu giùm sư, giúp kỹ giùm sư một cái là cái phương pháp á, của thiền sư nghiên ca là như thế nào, ông đang dạy cái gì và ông dạy giáo lý ông là cái gì. Và cái điều thứ hai á, mình nên học giáo lý nền tảng Phật pháp cho nó vững giúp sư cái. Đúng không? Cái thứ hai và cái thứ ba là để được có được hai cái trên là chúng ta sẽ tránh được, tránh được được cái gì, tránh được cái sự đáng, cái sự hiểu lầm tai hại, cái sự hiểu lầm tai hại về cái dòng thiền kinh ca nè. Tại vì sao quý vị mà hiểu sai á, quý vị mà đi đi diễn đạt nói với người người khác á, là thứ nhất á, cái người hiểu biết là người ta sẽ, nói chung người ta sẽ, nói chung ta, những người mà hiểu biết nha, người ta sẽ cười á, cười với quý vị á, tại vì quý vị đang hiểu hiểu sai quá sai đi. Cái thứ hai là cái người mà không biết á, họ sẽ nghĩ hiểu giống quý vị, họ sẽ nghĩ là chắc đang tu theo cái ông đang tu theo ca, đang tu theo tổ à, ông theo tu ông Thiên ca thì vô tình nó biến thành ông tổ thiền, chứ không phải là ông ca này dạy theo phương pháp Đức Phật đó. Rồi là chứng, là chứng chứng theo cái chứng thiền theo cái sự xác chứng của ông thiền sư Thiên ca, thì cái đó nó quá sai thưa vị, nó quá, quá cho nên là đó cái là cái lời khuyên của sư, và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Cho nên thương nhau như thế là bằng 10 hại nhau. Quý vị sau khi kết thúc khóa thiền của thiền sư Kinh Ca mà quý vị có cái sự ngưỡng mộ, rồi quý vị bình luận như thế thì hóa ra là quý vị hại, xin nói thẳng là hại cái dòng thiền Kinh Ca chứ không phải là quý vị giúp. Thương nhau như thế là bằng 10 hại nhau. Nghe bằng 10 hại nhau, thà quý vị về quý vị chửi á, vậy nó mà còn đỡ hơn là quý vị về quý vị khen cái kiểu đó. Thành ra là sư cứ hay sư thích cái kể hoài cái chuyện mà Tôn Ngộ Không á, Tôn hành giả lên lên trên núi học phép của Bồ Đề Lão Tổ, lúc mà Bồ Đề Lão Tổ tiễn hắn về, hắn nói ơn thầy con trả chưa hết, thì sao mà con dám dám đi về, thì Bồ Đề Lão Tổ mới nói chi chuyện trả ơn, con không, cái lúc mà con gây quả con đừng có kêu tên ta là ta mừng lắm rồi, chứ con đừng có nói gì trả ơn hết trơn nhé nha. Cái chuyện mà con gây quả con đừng kêu tên ta là ta mừng lắm rồi. Thành ra quý vị đi cái kiểu học thiền như vậy nè mà về mà khen thầy như vậy là sư nói thiệt nghe, là thôi thà đừng bao giờ kêu mình học thiền của ai nha, học thiền kiểu đó là chết, nói thiệt các quý vị khen kiểu đó là chết, hại chết luôn á. Tại sao sư nói như vậy? Thứ nhất, cái vị hướng dẫn thiền là hướng dẫn thiền của ai? Hướng dẫn thiền của Đức Phật hay là hướng dẫn thiền của tổ? Nếu như hướng dẫn thiền của tổ là vị đó thành ra tổ sư ạ. Thành ra mình phải xác nhận cho rõ là mình hành thiền của ai? Mình hành thiền theo Phật. Mà nếu hành thiền theo Phật thì mình phải chứng những gì mà Đức Phật dạy, chứ không phải chứng những gì mà ông tổ chứng theo Phật chứ không phải chứng theo tổ. Huống chi như Đại Đức Tuệ Tường đã chia sẻ, thì sư Anh Ca đâu có dạy chứng cái gì, đâu có dạy thiền chỉ, đâu có dạy chứng cái gì đâu mà quý vị nói là chứng thiền trong đề mục của thầy Anh Ca. Chính bởi vì như thế Đại Đức Tuệ Tường mới nói là quý vị cần phải học lại giáo lý. Bởi vì á, mình giáo lý mình ba chớp ba nhán rồi mình đi mình khen, khen kiểu đó là hại thầy nghe. Thành ra đi tu thiền thì tốt, nhưng mà sư vẫn khuyên là nên đi học giáo lý. Còn cái chuyện mà quý vị học giáo lý rồi đó, tự nhiên là quý vị sẽ biết ha. Còn Ba La Mật
thì 10 ba la mật đó mình đều cần phải làm hết, đều cần vun bồi hết. Mình thấy cái nào mà nó dễ làm, thuận lợi nhất thì mình cứ làm. Chứ còn mà bây giờ nói thì xin thưa là ba la mật nào nó cũng được. Tại vì định nghĩa ba la mật là gì? Là tất cả thiện pháp nhằm mục đích hướng đến sự giải thoát giác ngộ thì đó gọi là ba la mật. Cho nên nếu quý vị hỏi cần làm ba la mật gì thì sư chỉ nói đơn giản là quý vị làm tất cả các thiện pháp với lòng hướng đến sự giải thoát giác ngộ thì đó là cách tốt nhất và nhanh nhất. Đơn giản thế thôi. Và sư qua câu hỏi tiếp theo.